Rồi, bạn là người đã trực tiếp được trải nghiệm cái công cụ là ba vị trí nhận thức, một công cụ rất mạnh của NLP để hóa giải được cái mâu thuẫn. Bạn cảm nhận sao về công cụ này của NLP? Em cảm nhận là công cụ này quá là tuyệt vời. Nó có sức mạnh, thật sự có thể nói sức mạnh vô song. Em không nghĩ là mọi nó có thể cái gì người ta bảo là thời gian làm lành tất cả, nhưng mà hóa ra không phải, nó chỉ làm che đậy lại thôi. Và đến một lúc nào nó sẽ bùng lên. Nhưng mà riêng cái này nó có thể gọi là gậy ra hết, lấy ra hết được tất cả, và lấy ra và xóa bỏ hoàn toàn. Cái công cụ này thật sự là quá là tuyệt vời. Đấy, nếu như mà trong xã hội nhiều người biết đến cái này và được sử dụng cái này thì em nghĩ là tất cả sẽ, mọi việc sẽ được giải quyết. Mâu thuẫn này, rồi mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn công việc, tất cả thì nếu như được thì sẽ rất là tuyệt vời. Nếu như bây giờ có thể chia sẻ với người ngoài ở kia rằng NLP nó là cái gì thì bạn chia sẻ như nào? Đến ngày hôm nay thì em thấy nghĩ NLP là một công cụ giúp cho con người ta có sức mạnh để giải quyết tất cả những cái mâu thuẫn mà ta không thể giải quyết được, thì hãy tìm đến NLP thì nó sẽ giải quyết được ngay cho bạn.